thông tin về các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, họp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam và 35 năm ngày Biên phòng Toàn dân 3 tháng 3 sẽ tiếp nối dòng thông tin. Đoàn lãnh đạo huyện Côn Đảo đã đến thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Côn Đảo, trạm kiểm soát biên phòng Cỏ Ống, trạm kiểm soát biên phòng Bến Đầm và tàu tuần tra biên phòng. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện Côn Đảo đã động viên, thăm hỏi đời sống, đồng thời mong muốn cán bộ chiến sĩ các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phối hợp với các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn huyện, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới biển, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ đã đến thăm, chúc mừng cán bộ chiến sĩ đang công tác tại đồn biên phòng Phước Hải nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Ghi nhận những đóng góp của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Phước Hải trong công tác bảo vệ an ninh biên giới, chủ quyền biển đảo thời gian qua. Lãnh đạo huyện mong muốn cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, luôn sát cánh cùng với nhân dân trên địa bàn huyện trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tại buổi họp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, Ban chỉ đạo Ngày Biên phòng Toàn dân xã Phước Thuận, Bông Trang, Bưng Riền và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc cùng nhau ôn lại truyền thống 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam, 35 năm ngày Biên phòng Toàn dân, cùng những thành quả đạt được của các đơn vị trong xây dựng và bảo vệ khu vực biên giới biển, góp phần phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện trong năm 2023. Dịp này, 4 cá nhân được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng kỷ niệm chương vì chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc tặng giấy khen cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2019-2024. Giải bóng chuyền nam vừa được đồn biên phòng Côn Đảo tổ chức với sự tham gia của 6 đội bóng gồm Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, đồn biên phòng Côn Đảo, trạm radar 590, cảng hàng không Côn Đảo và hội cano Côn Đảo. Các đội được chia thành 2 bảng và thi đấu vòng tròn tính điểm. Với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, các trận đấu của giải đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thu hút sự theo dõi và cổ vũ của đông đảo khán giả.